Vâng, xin chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng âm thanh 5 tép. Hôm nay cửa hàng em xin giới thiệu với các bác một lô loa Eric. Một thương hiệu loa khá là nổi tiếng hiện nay trên thị trường đến từ nước Đức. Đó là loa Eric, model của nó là MK312. Để tránh sự nhầm lẫn các bác nhá, trên thị trường hiện nay là Eric nó có hai dòng loa. Một dòng là M312, dòng này thì là dòng rẻ tiền, rẻ hơn rất nhiều so với dòng này nhá. Dòng này là MK312, đấy, nó thêm chữ K này nhá, để tránh sự nhầm lẫn. Tại vì là hai dòng loa này thì cái giá tiền nó chênh lệch nhau rất là nhiều. Và thứ hai này là kiểu dáng của nó cũng khác nhau rất nhiều. Nó khác hoàn toàn luôn, dòng loa này nó sẽ đẹp hơn rất nhiều. Đấy, thì lô loa này của em tổng cộng là có tất cả cũng là 10 đôi thôi, có 10 đôi thôi ạ. Và thùng gỗ sơn sần màu đen, loa thiết kế rất là đẹp, kiểu thùng cân, lỗ thông hơi nằm phía trước, những cái thông số của nó như thế sơ bộ. Thì trước khi đi chi tiết thì cũng sơ qua về cái thương hiệu này và cũng những cái dòng loa của Eric hiện nay trên thị trường nó như thế nào. Thì Eric này là một cái thương hiệu đến từ nước Đức. Chúng ta sẽ rất hay gặp những cái dòng loa của thương hiệu Đức này, đó là chúng ta hay gặp nhất, đó là cái model M312. Cái model đó thì rất nhiều người đã bán thị trường. Tuy nhiên là cái model đó thì giá nó cũng khá là trung bình thôi, nó chơi vào tầm 7 triệu, hơn 7 triệu một cặp. Cái model mà em giới thiệu với các bác đây là model cao cấp hơn, đó là MK312. Dòng loa này thì hiếm gặp, hầu như là nếu như mà để ý rằng là cũng rất ít anh em mà đã từng bán dòng loa này, cái model này của Eric, tại vì nó hiếm và nó chất và cũng rất là hiếm. Về thương hiệu của Eric thì rất là phổ biến rồi, chúng ta thấy loa Eric để Eric tràn lan ở trên thị trường. Nguồn hàng mới thì hiện nay Eric thì ở thị trường Việt Nam này chưa có nhà phân phối chính thức, tuy nhiên là hàng bãi nó về được khá là nhiều. Và chúng những người khách hàng ở Việt Nam chủ yếu tiếp cận loa Eric này là do qua thông qua cái đường hàng bãi đấy. Thì về cấu tạo của cái loa này thì nó khá là đẹp, là một trong những cái kiểu thùng thiết kế là bên 5 tép rất thích trong thời gian vừa qua, và cũng là cái nhu cầu của thị trường rất chi là chuộng cái kiểu thùng này. Đó là kiểu thùng cân, thùng cân mà không hề vát như thế này, và thùng rất sâu. Những cái kiểu thùng cân mà sâu như thế này, cái kiểu thùng cân này nó có rất nhiều những cái ưu điểm. Thứ nhất là về thiết kế thì nó rất khá là đẹp. Là kiểu thùng cân là chúng ta có thể để bên nào nó cũng đẹp cả, và nó kiểu thiết kế thùng như này là khá là đẹp và nó thời thượng, hiện nay là đang là một cái mốt hiện nay. Cái vấn đề thứ hai của nó là cái kiểu thùng này thì nó thủng hơi, lỗ thông hơi của nó sẽ nằm ở phía trước. Lỗ thông hơi nó nằm ở phía trước như thế này thì nó sẽ cho ra một cái hiệu ứng là hiệu ứng giống như tiếng là súp hầm, tức là bát loa nó sẽ cái phần phần tiếng bát của loa đấy nó sẽ được nén lại. Nó nén lại giống như trong một cái hầm và nó thoát qua cái lỗ này thì nó cho là cái tiếng bát, tiếng súp của nó rất chi là mạnh đấy. Nếu như chúng ta để ý rằng là nó sẽ có hai trường phái thiết kế cái thùng loa như thế này, một kiểu là thiết kế lỗ thông hơi phía trước, một loại là thiết kế lỗ thông hơi phía sau. Đối với những loại loa mà thiết kế lỗ thông hơi phía trước thì chúng ta sẽ thiên về nhạc, nhạc tức là tiếng bát của nó sẽ sâu, sẽ mạnh, sẽ lực. Thì những cái dòng loa này nó sẽ thích hợp cho chúng ta là dùng nghe nhạc sàn, dùng phòng ba, phòng quẩy, tại vì là nó nhạc của nó rất hay. Còn một kiểu thiết kế nữa đó là lỗ thông hơi nằm phía sau. Lỗ thông hơi nằm phía sau này nó cũng có một cái lợi thế nhất định, đó là nó thiên về lời hơn, tức là chúng ta sẽ phải hát, khi hát karaoke thì chúng ta sẽ có một cái sẽ có súp rồi thì nó không cần lỗ thông, không cần tiếng bát ở nơi loa này, nó mà chủ yếu là nó lấy lời. Thì những cái loa như thế là nó rất thiên về lời. Đấy, rất thiên về lời, thì chúng ta là chủ yếu là để loa là để hát đấy. Tức là hai cái trường phái nó thiết kế của dòng loa này. Còn những cái trường phái khác nhau, ví dụ như là loa thùng lệch, thùng cân, thì cái thùng lệch thì gọi là nó thiên về dòng loa, về dòng monitor, dòng kiếm âm. Về thùng cân thì nó dùng trang trí thì trong phòng rất là đẹp đấy. Thì cái vấn đề thùng lệch, thùng cân thì nó cũng không quyết định nhiều về cái vấn đề là chất âm. Tuy nhiên là một cái thực tế rõ ràng là cái thùng cân của nó hiện nay là đang có một cái sức hút về cái ngoại hình, về cái thiết kế đối với người mua, người tiêu dùng. Nó là thùng cân luôn luôn là sẽ đắt hơn thùng lệch. Nó là một cái điều rõ ràng do cái nhu cầu của người tiêu dùng.
nhu cầu cao thì dẫn đến là cái giá của nó và cái thị hiếu của nó cũng sẽ cao lên. Đấy. Thì về đây, cái ngoại thất của nó là chúng ta thấy là đây là loa nhà em là thực sự là bán hàng là không có bao giờ bọn em là lau chùi đâu, để nguyên bụi như thế và coi lô hàng nó như thế nào thì bọn em sẽ coi nguyên như thế đó luôn. Đấy. Khi mà các bác nhận hàng thì bọn em sẽ cho thợ vệ sinh lau chùi sạch sẽ luôn. Tất cả những cái loa đi là bên em sẽ lau chùi sạch sẽ, và thậm chí là cái e-căng như thế này, cái căng như thế này bọn em sẽ cho thợ tháo ra và lấy xà bông giặt sạch đi cho các bác, không bao giờ để bụi như thế này. Tuy nhiên khi giới thiệu thì do là chưa thể làm đến đây được thì bọn em để nguyên bụi như thế này giới thiệu. Đấy, chúng ta thấy nó còn nguyên bụi như thế này. Đấy. À, về thông số kỹ thuật để em xem nhá. Đây, cái thông số kỹ thuật ở phía sau con loa này thì chúng ta để ý rằng là công suất làm việc của nó tới tận là 400W. À, cái công suất lớn như thế này thì yêu cầu chúng ta phải có một con đẩy nó tầm trên 500W mới đánh được nó nhé. À, đẩy mà đẩy 16 xoa là không đánh được, đẩy 16 xoa mà chạy mạch thường là không thể đánh được các bác nhé. Lưu ý nha, nếu như các bác mà mua những con đẩy mà 16 xoa thì nên mua mạch class, tối thiểu phải là cầm mạch class khác thì chúng ta mới chơi được con này nhé. À, con này đây. À, tần số của nó là đánh từ được 50 Hz, là một cái tần số của nó cũng khá là ấn tượng. Đấy, thì cũng không cần phải nói nhiều, các bác có thể là xem lại cái video em mới đăng cách đây trước video này luôn, em đã test chất âm của nó luôn rồi, cũng test ở ngoài trời luôn đấy. Chúng ta nghe cái chất âm của nó xem là cái thông số 50 Hz của nó đánh có thực sự là tiếng bass của nó phê không. Đấy. À, độ nhạy của nó 98 dB trên watt trên mét, mắc độ nhạy mắc là 130 dB, còn mấy cái này không quan tâm, cái này thì không quan tâm. Eric Audio KM312 đấy, MK đấy. Thì này đấy, chúng ta sẽ xem ở phía sau nó có hai cái lỗ chạm loa này, chúng ta cắm bên nào cũng được nhé, nó như nhau không có khác biệt ở đây. Đấy, thì đó là về cái thông số của nó. Về nội thất của nó thì đây, cũng không để các bác phải chờ lâu. À, cái bát loa của nó thì thiết kế phải nói là 10 điểm, khá là đẹp, nhìn chất. À, bát này là bát ta 8 xương, 3, 5, 8 xương, 8 cái xương. Cho nên mà cái bát này thì từ 19, côn 76, bát 8 xương, bát này thì khá là chắc. À, các bác vận chuyển thì cái bát này không lo bao giờ bị gãy. Xương này thì cực kỳ là chắc rồi. À, chúng ta thấy là côn 76 này. Đây, để em bật flash đây nhá. Ở phần... trên từ loa thì nó sẽ có cái tem của Eric Possession Follow System đấy, software đấy. Này, Eric Audio tem của này, của hãng. Đây, chúng ta sẽ thấy là từ đấy là từ 19 các bác nhá, từ 19 khá là lớn. Đây, dòng loa Eric xịn, chúng ta sẽ thấy là những cái dâu loa nó cũng đều là dâu xịn của nó đều bọc đấy, có bọc cách điện màu đen như thế này. Đấy, gần loa này. Đây là màng loa. Màng loa là gân dầu ướt và nó có quét lên trên đây một lớp chống nước, lớp dưỡng gân nằm ở phía trên này nữa. Là cái lớp này đang còn dính nhá. Cũng nói vui một tí là có rất nhiều bác khi nhận cái loa này thì không biết rằng là đây là cái dầu dưỡng gân mà nó không bao giờ nó khô, nó luôn luôn nó ướt như thế này. Em gọi là gân dầu ướt đấy. Này, như thế này. Các bác bảo là cái này thay gân rồi gân keo còn chưa khô. Keo còn chưa khô đang còn sờ nó còn ướt thế này. Thì cái này là lưu các bác lưu ý cho em này, cái này là cái gân này, cái này không bao giờ khô, nó là luôn luôn là như thế các bác nhé. Đấy, về đây từ 19 đây, côn này chúng ta xem cái côn này. Côn này, côn 76 nhá, khá là xịn. À, về đây màng loa để em tháo nặng quá. Đây màng giấy, cái keo này đây này, chúng ta để ý là cái keo dốn mà nó đổ thế này là không bao giờ làm lại được. Đấy, chúng ta thấy zin của nó đổ đặc như thế này nhé. Đấy. À, gần này gần 36 thôi. Gần 36 này đang còn dính dầu, gần gần dầu ướt. Khá là đẹp. Màng rất nhiều đẹp, chúng ta thấy. Loa này thì đang còn kết chưa là phẳng phiu, chưa có cái dấu hiệu của bị trùng gần này, đang còn rất căng. Đấy, chúng ta sờ này, căng, đang còn đàn hồi rất tốt. Đấy. Keo này, tất cả những lớp keo đang còn nguyên bản của nó là thế này các bác nhé. Đấy. Đấy. Đấy, cái này là keo đấy. Đấy, keo cái keo cổ này là họ làm những nguyên bản này như thế này các bác nhé. Đấy. Đấy, đấy, chúng ta thèm lại cái keo cổ như thế. Và đây là cái phần tép, tép loa thì nói chung là Eric thì nó là dòng tép của Eric thì chúng ta làm lên thương hiệu của loa hãng loa này.
Tép của Eric khá là hay, cực kỳ là hay luôn. Đấy, Eric con tép này có công suất tới 60W các bạn. Các bác đánh ngoài trời, đánh trong nhà thì còn đối với con tép mà công suất lên 60W như thế này thì đủ phê này. Thậm chí là chúng ta phải giảm bớt giải tép vì là tép này là quá dư, quá đã luôn. Đấy, đánh ngoài trời đánh không bao giờ lo thiếu lời. Tép của Eric thì đúng là nó là một cái dòng tép gọi là siêu siêu hay, làm nên cái thương hiệu của hãng này đấy. Eric quá là chất luôn đấy, phễu lò kiểu như thế này. Tép của Eric phân tần của nó đâu cho bác xem. Ôi giời ơi, phân tần của nó quay trống ngược vào trong các bác ạ, quay trống ngược vào trong. Đây, trên phân tần là chúng ta sẽ có chữ Eric Audio. Thì cái phân tần của nó như thế này thôi em cũng không tháo ra nữa, tháo ra nó cũng lằng nhằng lắm vì là quá nhiều con ốc ở trong. Chúng ta thấy mấy con ốc nhỏ nhỏ góc đâu, đây ốc nhỏ này, ốc nhỏ này, ốc nhỏ này, đây còn có ốc to đây này, ốc to đây này, khá lằng nhằng. À, kia là phân tần của nó đấy. Thì bác nào mà quan tâm cái phân tần của nó thì các bác ấy em gửi hình nhá, em có một cái hình ở bên kia họ gửi cái phân tần này cho em. Đấy, loa này là sản xuất cái phân tần này sản xuất năm 2013 các bác. Phân tần này sản xuất là có ngày sản này sản xuất luôn đấy, 2013. Tuy nhiên là không biết là loa là sản xuất năm mấy, không thấy đề. Cái phân tần với loa nó sản xuất có khi là không trùng nhau đâu nhá, không cùng một đợt đâu các bác nhá. Tại vì là phân tần thì họ sản xuất hàng loạt, còn loa thì có khi là khác đời. Đấy, nó không cùng năm đâu. Không thấy một cái tem nào ghi năm sản xuất trên đây cả. Thì vừa rồi là bên em cũng đã giới thiệu rất chi tiết về cái lô loa này rồi, thì bác nào có nhu cầu thì liên hệ với cửa hàng em nhé. Nhá, đây là cái giá của loa này, lưu ý các bác là em sẽ bán với ta giá là 8.500.000 đồng một cặp thôi, 8.500.000 đồng một cặp, và giá này là chưa có bao ship. Nhắc lại là để tránh nhầm lẫn đối với những model khác thì các bác lưu ý là model này là MK312 nhé, không để so sánh với cái dòng loa là M312. Dòng 3 M312 sẽ giá rẻ hơn rất nhiều, dòng nó là dòng thùng giấy, rẻ hơn, và tem của nó cũng khác nhé. Tem này là tem nhôm mà tem này đẹp hơn, tem này đẹp hơn, đời cao hơn. Đấy, chúng ta tránh nhé, tại vì là trên thị trường hiện nay là gõ chữ MK312 chủ yếu là ra dòng M312. 312 thì giá chỉ có hơn 7 triệu thôi. Đấy, xin cảm ơn tất cả các bác nhé, xin chào và hẹn gặp lại nhé.